Lại nữa, thiện nam tử nói khen ngợi Như Lai là hết thảy tịnh pháp giới, hư không giới, mười phương ba đời tất cả cõi nước, trong mỗi mỗi hạt bụi của hết thảy hạt bụi đều có chư Phật nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới. Chỗ mỗi mỗi đức Phật đều có hải hội Bồ Tát vây quanh, con đều dùng tri kiến, hiểu biết, hiện tiền, thăm sâu, thù thắng, đều dùng biện tài căng lưỡi. Vi diệu hơn hẳn thiên nữ, mỗi mỗi căng lưỡi vang ra vô tận biển âm thanh. Mỗi mỗi biển âm thanh vang ra tất cả biển lời lẽ, tán thán khen ngợi các biển công đức của tất cả Như Lai. Hết thổ vị Lai liên tục không ngừng, tận pháp giới thảy đều cùng khắp. Như vậy cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, thì sự khen ngợi của con mới hết. Mà cõi hư không cho đến phiền não không bao giờ hết, cho nên sự khen ngợi của con cũng không bao giờ hết. Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý nghiệp không mỏi nhàn. Lại tiếp tục nói thiện nam tử, bạn là người tu năm giới, hành thập thiện, tu mật hạnh Bồ Tát, thiện tài đồng tử, tuy hiện thân đồng tử nhưng thực sự là đại Bồ Tát, cho nên Bồ Tát Phổ Hiền gọi ngài thiện nam tử. Nói khen ngợi Như Lai là hết thảy tịnh pháp giới có mười, pháp giới của Phật, pháp giới của Bồ Tát, pháp giới của duyên giác, pháp giới của thanh văn, pháp giới của trời, pháp giới của người, pháp giới của Atula, pháp giới của súc sinh, pháp giới của ngạ quỷ, pháp giới của địa ngục. Mà mười pháp giới này không ra ngoài một tâm niệm hiện tiền của con người, một tâm niệm đầy đủ mười pháp giới, mười pháp giới lại đầy đủ vô lượng các pháp giới, cho nên pháp giới là vô lượng, vô biên. Tượng cõi hư không, cho đến mười phương ba đời tất cả cõi nước chư Phật, trong mỗi mỗi hạt bụi của hết thảy hạt bụi đều có tất cả thế giới, trong tất cả thế giới đó lại có chư Phật nhiều như số hạt bụi. Ở chỗ mỗi mỗi đức Phật đều có vô lượng vô biên, vô số hải hội Bồ Tát vây quanh đức Phật. Hải hội là nói những vị Bồ Tát đó đông nhiều như biển. Bồ Tát Phổ Hiền nói, tôi đều dùng kiến giải tu hành thù thắng thâm sâu, hiện tiền tri kiến. Tri là trí huệ, kiến là kiến tánh. Đều dùng biện tài căng lưỡi phi diệu hơn hẳn thiên nữ và tất cả mọi người. Căng lưỡi của thiên nữ nói rất là hay, biện luận rất là hay, mà biện tài vô ngại của Bồ Tát Phổ Hiền còn hơn hẳn thiên nữ. Cho nên nói, căng lưỡi biện tài hơn hẳn thiên nữ. Biện tài có bốn vô ngại biện. Từ vô ngại biện, lời lẽ không có chướng ngại, khéo biện luận. Pháp vô ngại biện là lìa một pháp mà sinh vô lượng pháp, lìa vô lượng pháp mà quy về một pháp. Nghĩa vô ngại biện, một nghĩa lý mà giảng nói vô lượng nghĩa lại quay về một nghĩa. Lạc thuyết vô ngại biện, đối với việc thuyết pháp lúc nào cũng cảm thấy không mỏi mệt, rất hoan hỷ diễn nói. Căng lưỡi vi diệu là giảng nói rất hay, lời lẽ nói ra khiến cho người tin và thích nghe. Vang ra vô tận biển âm thanh là căng lưỡi vi diệu, vang ra vô lượng vô biên biển âm thanh vi diệu không cùng tận. Mỗi một thứ âm thanh đều khen ngợi Như Lai. Lời lẽ vang ra tất cả biển lời lẽ, diễn nói rất nhiều, nghe rất hay. Tán thán khen ngợi đủ thứ công đức của tất cả Như Lai mười phương ba đời. Hết thuở vị Lai, khen ngợi Như Lai liên tục không ngừng. Âm thanh đó vang khắp tận pháp giới, chẳng có nơi nào mà không nghe. Như vậy, cõi hư không hết, khen ngợi Như Lai như vậy, cho đến cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, thì sự khen ngợi của con mới hết.
Nếu cõi chúng sinh không hết, cõi hư không không hết, pháp giới không hết, nghiệp chúng sinh không hết, phiền não chúng sinh cũng không hết, thì âm thanh khen ngợi Như Lai của con cũng vĩnh viễn không sao, không bao giờ hết được. Mà cõi hư không, cho đến phiền não không bao giờ hết, cho nên sự khen ngợi của con cũng không bao giờ hết được. Niệm niệm, liên tục, không gián đoạn, thân miệng ý, ba nghiệp cũng không cảm thấy nhàm mỏi. Ở trong một bụi có vô số Phật, các chúng Bồ Tát hội trong đó, vô tận pháp giới bụi cũng vậy, tinh sâu chư Phật đều đầy dãy. Phật nhiều như số hạt bụi, trong một hạt bụi có hội A-la-hán, hội Bồ-Tát, hội Thanh Văn Duyên Giác, tất cả chúng sinh, hội Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, có pháp giới chúng hội, không thể cùng tận, nhiều như số hạt bụi vô cùng tận. Con tin sâu chư Phật đều đầy dãy, ở trong vô tận pháp giới đó, trong thế giới nhiều như số hạt bụi, cũng đầy dãy như chư Phật. Đều dùng tất cả biển âm thanh, thất vang vô tận lời vi diệu, hết thuở vị lai tất cả kiếp, khen biển công đức thật thâm sâu. Mỗi một thân đều dùng tất cả biển âm thanh, đều khen ngợi Phật, thất vang ra vô tận lời vi diệu, lời lẽ vi diệu, khen ngợi vi diệu, hết thuở vị lai tất cả kiếp, khen ngợi công đức của chư Phật thâm sâu vô lượng vô biên như biển cả. Dùng các tràng hoa đẹp tối thắng, kỹ nhạc hương hoa và lộng tàn, đồ trang nghiêm tối thắng như vậy, con đem cúng dường các Như Lai. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha ha.